trơn mắng nóng về phong trào đuối nước của liên đội trường trung học cơ sở Quang Tiến. Đủ các bạn biết đấy là con số nói về vấn đề gì. Nó không phải là giá thành của một món hàng nào, mà nó chính là số người chết do tai nạn đuối nước trên toàn thế giới hàng năm. Đúng, đuối nước. Chắc hẳn các bạn đã có quen thuộc rồi. Đuối nước chính là thủ phạm hàng đầu của gây đến nhiều cái chết của những trẻ em nhỏ rất là oan uổng. Hơn 90% cái chết của các trẻ em từ 5 đến 14 tuổi đều do tai nạn đuối nước gây ra. Và không ở đâu xa, chính ở Việt Nam, hơn 2.000 trẻ em hàng năm dưới 16 tuổi đã chết vì tai nạn đuối nước. Đây là một tình trạng rất đáng báo động và chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ. Và hôm nay, liên đội trường trung học cơ sở Quảng Tiến chúng em xin đưa đến cho các bạn những bài học bổ ích nhất về đề phòng tránh cái tai nạn đáng quan ngại này. Đuối nước được xem là một trong những thực trạng ảnh hưởng đến sinh mạng và sức khỏe của con người. Hậu quả của nó gây ra rất nặng nề, ảnh hưởng đến bản thân người bị đuối nước, gia đình và xã hội. Cụ thể như sau: đối với bản thân, đuối nước có thể dẫn đến các vấn đề về sức khỏe lâu dài, phục hồi khó khăn và chi phí điều trị tốn kém. Người bị đuối nước thường gặp phải các biến chứng như mắc phổi và chứng suy hô hấp, viêm phổi, thiếu oxy trong cơ thể. Người bị đuối nước có thể bị tổn thương não hoặc tổn thương về mặt thể chất, mất cân bằng dịch cơ thể và các chất hóa học. Đặc biệt, người bị đuối nước cũng có thể bị tàn tật hoặc rơi vào trạng thái thực vật vĩnh viễn. Chúng ta cần nhận thức rõ nguy cơ đuối nước và những hậu quả đó là mà nó gây ra, tuyên truyền mọi người nhận thức và cùng nhau hành động. Đối với gia đình, những người có người thân bị mất sau khi bị đuối nước cướp đi sinh mạng sống, khi gia đình sẽ đau đớn rất nhiều về tinh thần, mất mát đối rất lớn đối với họ. Hoặc nếu may mắn hơn, người bị đuối nước còn sống thì gia đình có thể mất thời gian hoặc công sức để chăm sóc và điều trị cho họ. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự đuối nước? Đó là câu hỏi được đặt ra rất nhiều ở hiện nay. Đuối nước thường xảy ra ở lứa tuổi trẻ nhỏ do bản tính hiếu động tò mò của chúng. Về nguyên nhân chủ quan là do sự lơ là, không quan tâm đến con cái, để con chơi ở những nơi gần ao hồ sông suối mà không nhắc nhở con tránh xa. Một lý do nữa là do trẻ em dù không biết bơi nhưng do sự chủ quan nên cũng không lường trước được sự nguy hiểm của tai nạn đuối nước. Nguyên nhân khách quan là do môi trường sống xung quanh cũng luôn luôn có những yếu tố rình rập gây nên tai nạn đuối nước như ao hồ, sông suối, không có rào chắn và biển báo nguy hiểm. Để hạn chế tối đa những tình huống xấu như thế, chúng ta cần có những giải pháp cụ thể. Đầu tiên là xuất phát từ bản thân, chúng ta cần phải nắm vững các kỹ năng bơi, khởi động kỹ trước khi bơi, và vì là con nhỏ nên chúng ta chỉ nên bơi ở những nơi có người và phương tiện cứu hộ. Bên cạnh đó là trách nhiệm của người lớn, gia đình cần cho các em đi học bơi, cảnh cáo các em về những nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước như ao hồ, sông suối. Đặc biệt là phải trông coi, giám sát khi trẻ đi bơi, và câu hỏi đặt ra là bạn phải làm gì khi gặp tình huống có người đang nguy cấp. Chúng ta cần thực hiện các bước trong quy trình kỹ thuật sơ cứu đuối nước trong trường hợp nạn nhân bất tỉnh, không thở, không mạch như sau. Bước 1, gọi người đến trợ giúp để cung cấp cứu, gọi ngay khi đang đánh giá nạn nhân. Bước 2, nhanh chóng đánh giá tình trạng để được xử lý đúng, xác định được nạn nhân có thở không. Bước 3, khai thông đường thở nhằm loại bỏ dị vật, đơm dãi, bùn đất khiến nạn nhân tắc thở. Ngửa cổ, nâng cằm và hạ miệng để nạn nhân lấy được dị vật. Bước 4, hô hấp nhân tạo 2 lần. Bước 5, ép tim ngoài lồng ngực 30 lần để hỗ trợ tuần hoàn. Yêu cầu ép nhanh, ép mạnh, không gián đoạn để ngực phồng lên hết sau mỗi lần ép. Bước 6, tiếp tục thực hiện kỹ thuật hồi sinh tim phổi theo chu trình đến khi nạn nhân thở được và có mạch trở lại. Bước 7, kiểm tra sự tỉnh táo của nạn nhân. Bước 8, kiểm tra các tổn thương khác để xử lý được kịp thời. Bước 9, ủ ấm cho nạn nhân, theo dõi tình trạng nạn nhân để chống sốc, chống hạ đông huyết. Bước 10, chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để được điều trị tốt hơn. Chứng kiến được những hậu quả như ông ba, cha mẹ phải gào khóc đau khổ khi con cháu ra đi mãi mãi, không thể nào kìm được nước mắt. Nhận thức được những tác hại nghiêm trọng và tìm ra giải pháp phù hợp, em và các bạn sẽ cùng tuyên truyền về những tác hại ấy để mọi người biết cách phòng tránh. Đây là một chuyện không thể lường trước được, nên chúng ta cần phải biết phương pháp phòng chống, không được chủ quan, lơ là các thực trạng đáng báo động này. Những năm gần đây, nhà trường luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động giáo dục, ý thức học sinh qua các buổi hoạt động ngoài giờ đến lớp. Chính vì vậy, dù trường rất gần với con sung hiếu nhưng chưa từng có em học sinh nào gặp phải tai nạn đáng tiếc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài tuyên truyền mắng nón về phòng chống đuối nước của trường trung học cơ sở Quang Tiến.